Xin chào anh chị, em sẽ phân biệt sơ bộ về những cái đặc điểm mà dễ nhận biết nhất của cái ba cái dòng máy ép cam mà hiện tại bên em đang kinh doanh là Vortex 4,5 kg, Juicer 5,8 kg và Juicer 6 kg. Thì ở đây cái trọng lượng mà gọi là 4,5 kg, 5,8 kg hay 6 kg nó là trọng lượng mình cân bao gồm cả thùng, cả cái vỏ hộp, chứ không có nói khi mà gọi thì mình sẽ không có gọi ở trên cái cân nặng cân riêng một mình cái máy. Cho nên là ở đây mình gọi như vậy, thống nhất với nhau như vậy từ ban đầu luôn cho nó dễ ha. Thì bây giờ em sẽ chia ra làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên là em sẽ phân tích sự khác nhau giữa cái 5,8 kg và 6 kg, bởi vì hai cái này nó cũng có cái điểm tương đồng với nhau. Rồi sau đó em sẽ phân tích giữa cái 6 kg và cái 4,5 kg. Ở cái dòng Juicer này á, thì mình phân biệt đầu tiên là quan trọng nhất là hàng chính hãng đi ha. Hàng chính hãng thì con ốc này nè, con ốc vuông này nè, nó sẽ có cái số, nó có in dập nổi cái số lên đó. Rồi phía tay cầm á, thì ở đây là cái viền inox và tay cầm là bằng cao su, rất là trơn và mình cầm rất êm tay. Rồi phân biệt giữa cái Juicer 5,8 kg và 6 kg thì mình nhìn vô đây, ở đây là 5,8 kg nè, chỗ này là không có, nó trơn luôn. Còn bên 6 kg là nó có 4 cái lỗ này. Lỗ này á, khoét là để mình sử dụng lâu ngày nè. Cái này mình kéo lên kéo xuống nhiều thì nó sẽ bị ma sát, nhiều khi nó cứng. Cứng mà mình không có châm được cái dầu bôi trơn vô á thì nó sẽ dễ bị gãy. Cái bảng 6 kg, bảng 6 kg thì phía bên dưới đó người ta có đút thêm một cái phần, cái này nè, bằng sắt nặng để giúp giữ lại cái đế, cái chân đế giữ lại cho nó đầm á. Còn ở bảng 5,8 kg thì nó không có. Hiện tại bây giờ thì Juicer họ cũng đã làm cái phần mà lọc này cũng làm nhiều lỗ hơn nè, tất cả đều là nhiều lỗ hết, mục đích là để cho cái nước nó xuống được nhanh hơn, nó không có bị nghẽn. Và cái phần inox của nó rất là sáng bóng ha. Đó là những cái đặc điểm mà chung của cái dòng Juicer và sự khác biệt giữa cái 5,8 kg và 6 kg. Bây giờ mình sẽ chuyển qua mình phân tích cái điểm khác nhau giữa cái Vortex 4,5 kg và Juicer 6 kg. Giữa Vortex với Juicer thì mình quan sát mình có thể thấy là cái Vortex nó hơi thấp thấp hơn cái Juicer một chút xíu, một chút xíu thôi, tầm khoảng 2 cm, chứ nó không có chênh lệch quá nhiều. Và về cái cân nặng nó khác nhau thì tất nhiên là cái độ dày của nó cũng sẽ khác nhau rồi. Bên này thì có vẻ nó hơi mỏng hơn một tí xíu, còn bên này thì nó dài dặn, nó chắc chắn hơn. Ở trên cái tay cầm cái này là bằng nhựa, năng lượng cứng, và ở cái vòng này là cũng bằng nhựa luôn, còn bên này là cao su, còn cái vòng này là bằng inox. Cái chất inox, chất mạ của cái Vortex này thì cái nước mạ của nó hơi mờ mờ hơn một chút xíu, nó không có sáng bóng như bên này. Rồi ở đây nó cũng cái phần nắp chụp này, nắp chụp này nó cũng hơi mờ mờ, bên này thì rất là bóng, này, sáng bóng luôn. Nó là hai cái đặc điểm mà dễ phân biệt, dễ nhìn thấy nhất giữa cái dòng Juicer và Vortex. Ở đây Vortex thì nó cũng không có cái lỗ đâu ha, bít luôn, không có cái lỗ đâu. Với cái sự khác biệt như vậy thì mình sẽ chọn như thế nào, chọn như thế nào để cho phù hợp với nhu cầu của mình. Đối với những cái dòng ép cam chính hãng này á, thì thường là cái chất lượng của nó cũng đã tốt hơn những một số cái dòng hàng nhái rồi. Cái phần mạ inox á, nó làm là cái chất nó dày và tốt hơn, cho nên là cái nó sẽ không có cái vấn đề là bị nổ cái inox trong cái quá trình sử dụng, nó không có bị bong lên, không bị đen. Rồi nó sẽ chắc chắn hơn và rất là khó bị bể, bị gãy. Tất nhiên là cũng sẽ có, bởi vì mình dùng cái lực rất là lớn để mình ép xuống mặt, mình đè mạnh xuống thì tất nhiên mình sẽ có, nhưng mà cái thời gian sử dụng mình sẽ nhiều hơn. Rồi đối với lại cái dòng Vortex thì nó rẻ tiền hơn, thì nó sẽ phù hợp cho những cái người mà kinh doanh cái số lượng mình sử dụng là nó ít. Cái món cam ép nó không phải là cái món chính, mình có thể sử dụng phụ thôi. Và tất nhiên là giá nó rẻ thì cái thời hạn sử dụng nó cũng sẽ ngắn hơn. Ví dụ như cái thằng Juicer này thì mình có thể xài được 2 năm, 3 năm, còn cái phần kia thì có thể xài được khoảng 2 năm thôi. Thì quan trọng là cái do cái quá trình mình sử dụng, vệ sinh và bảo quản như thế nào. Còn nếu mà anh chị nào mà muốn nó tốt, nó bền, nó chắc, thích hàng xịn luôn thì cứ 6 kg mà lấy. Còn nếu mà mình cảm thấy mình có thể tự bôi trơn được ở đây, cái này, hoặc là mình có thể đóng cái chân đế nó cố định luôn, thì mình cứ lấy cái 5,8 kg cho nó rẻ, rẻ hơn nhưng mà nó vẫn chắc chắn hơn so với hàng 4,5 kg này. Còn cái này là sử dụng cho những cái người mà mình mới kinh doanh hoặc là muốn tiết kiệm á, thì tất cả đều được, nhưng mà ưu tiên hàng tốt thì vẫn là 6 kg.